Hi, xin chào tất cả anh chị các bạn nhé. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Thì em thương xin phép lại được giới thiệu và giao lưu với mọi người một cục hương nu, hương đá Krông Ba có nu. Vâng, nó quá đẹp luôn các bạn này. 65kg anh chị bạn nhé, 65kg. Hàng tinh lõi, đông này. Rồi em đi một vòng cho anh chị bạn xem này. Đế thì nó hơi chéo chút. Đấy, đây là mảng ngu này. Ngu lõi không đây các bạn nhé. Lõi không đây các bạn nhé. Đây là cái màng rác nó bám bên ngoài là nó đang rục ra hết rồi, rục hết rồi, gần hết rồi. Ok. Vâng đi con. Đấy, xoay cái này là nó có thể. Phần sáng rực luôn anh chị bạn này. Rồi em không dài dòng nữa là sẽ đi vào kích thước của lồng đun cho các bạn. Cái đế thì nó hơi chéo này. Thì cái chiều thấp nhất là 46 anh chị bạn nhé, cao nhất là 62. Đấy. Còn đây, nu đây. Cục đây là tiện là vô tư anh chị bạn nhé. Đấy, nu mảng đây này. Lõi không đây anh chị bạn nhé. Bán cái màng rác đang rụt đây. Thì kích thước là như, chiều cao phần thấp nhất là 46 này, cao nhất là 62. Thì từ bên đây mà chạy qua đến bên đây là 45. Từ bên đây mà cũng qua đến bên đây cũng là 45 anh chị bạn nhé. Và từ đây qua đây là 30. Từ đây xuống đây là 19. 65kg. Đấy, các bác có thể ngửa lên bẻ này đục. Để như thế này đục nhé. Đục mặt kia được cắt bằng đi là cao được 46. Ok chưa? Rồi em sẽ để đây và cho anh chị các bạn xem cái phần đế này. Em sẽ lật cho bác xem cái phần đế nhé. Các bác chờ em một xíu nha. Chờ em một xíu nha. Em sẽ lật cái đế cho mọi người xem. Đây mọi người nha, để đây. Đây mọi người này. Đấy đây thì nó đây là cái vết cũ của thời gian lâu rồi. Đây. Em chọc đã thật sự là rất là kỹ càng là nó vào đúng 10 phân là đến chỗ đây có này, đây có nhìn này. Đấy, đúng lên đây. Đây thôi, còn không có lên đến trên. Đấy, rêu mảng nu đùn ra đây có này. Nu nổi. Đế thì từ đây qua đây là 49. Đấy, từ đây qua đây là 33 này. Và từ đây lên đây là 18, và từ đây lên đây cũng là 18. Vân thì sáng rực anh chị bạn này. Và chiều dày nhé. Chiều dày thì từ mép blue sang đến bên đây là được 48. Còn từ đây, từ mép blue này đến phần đây 36. Đây, từ đây 36. Vân này có nhìn này. Quá là chất. Vân quá đẹp luôn. 65kg anh chị bạn nhé. 65kg. Đục tiện đều VIP. Rồi ok. Bác nào thiện chí thì liên hệ em số điện thoại 0338 918 991 ạ. Đấy nha. Đấy là em nhắc lại này. Nó không có gì hết này. Nói chung là cái này cái sẹo thời gian lâu rồi là nó vào đến đây. Đấy. Đúng đây. 10 phân nữa. Quá chất luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em nhé. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé.